Đây là một cái thuốc cực kỳ quý cho các bác nào mà bị đau lưng, mỏi gối hay là bị viêm khớp, viêm đa khớp, rồi là bị thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, tê bì chân tay. Thì các bác nên chú ý vào video này và áp dụng theo. Đấy, cây thuốc cực kỳ quý. Cây này có tên gọi là cây gối hạt nhé bác nhé. Đấy, cây gối hạt, một cây thần dược cho những cái bệnh đau nhức xương khớp. Đây, đối với cái bài thuốc để điều trị thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ hay là bị viêm đa khớp dạng thấp, đấy, khô khớp thì bắt tìm đến cái cây gối hạt này. Kết hợp với cho tôi là dây đau xương này, đơn châu chấu, rẫy cây gạo, cây huyết đằng, dây gắm và một vị nữa là trinh nữ gai. Đấy, tất cả các vị trên thì các bác sử dụng khô cho tôi. Là mỗi vị là 10 đến 15 gram. Bác đem những nguyên liệu ra rửa sạch, sau đó thì bác đem ra sắp với lại 9 bát nước. Bác đun khi nào mà còn 3 bát thì các bác chia ra uống 3 bữa trong ngày sau bữa ăn, 5 đến 10 phút nhé. Một cái bài thuốc rất là hiệu quả cho bệnh đau nhức xương khớp, viêm khớp, viêm đa khớp hay là bị thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, bị khô khớp nhé các bác nhé. Từ cái cây gối hạt đây thì tôi sẽ quay kỹ cho các bác nhìn kỹ về cái cây gối hạt. Ở đây đặc điểm về lá của nó đây. Đây là lá này. Mặt trên lá của nó lúc nào cũng là mọc đối nhau nhé. Đấy. Đây. Và mặt dưới đó, những cái đường gân lá và viền của lá có răng cưa nha các bạn nhé. Đấy. Lá về lúc về già mảnh tẻ, lá sẽ chuyển thành màu xanh. Và những cái ngọn non là bắt đầu có màu hơi đỏ nâu. Đó. Đây là đặc điểm về lá của nó. Đấy. Còn tôi sẽ quay kỹ cho bác xem về cái thân cây của nó này.